Vừa qua tại buổi offline thì Dell Việt Nam mang đến rất nhiều những sản phẩm để trải nghiệm như là laptop gaming Dell, màn hình gaming Dell, kính VR của Dell và trọn bộ phụ kiện Alienware, và đặc biệt đó là hai mẫu màn hình chuyên game thế hệ mới, đó chính là Alienware AW2518H và AW2518HF. Với AW2518H và AW2518HF là hai chiếc màn hình chơi game đầu tiên của Dell có tốc độ làm tươi lên đến là 240Hz và thời gian đáp ứng 1 mili giây. Màn hình Alienware có kích thước 24.5 inch Full HD, được trang bị độ phân giải 1920x1080px và độ tương phản thực là 1001, cung cấp chất lượng hình ảnh rõ nét. AW2518H được trang bị công nghệ Nvidia G-Sync, còn AW2518HF được trang bị công nghệ AMD FreeSync, giúp hình ảnh thể hiện mượt mà hơn, phù hợp với những game thủ chuyên nghiệp đòi hỏi sự hoàn hảo trong từng khung hình, từng chi tiết nhỏ nhất. Cả hai thiết kế có màn hình 24.5 inch Full HD cùng với tỷ lệ phân giải là 16:9, góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp tối đa hóa tầm nhìn, giảm chuyển động của mắt để chúng ta có thể tập trung hơn.